Bệnh lý mà người bị béo phì có nguy cơ mắc phải nó là gì? Cái tình trạng mà béo phì là có cơ thể chúng ta nó mất cân đối nặng nè, chậm chạp nè, sức khỏe kém nè, và có năng suất lao động nó cũng sẽ giảm đi. Cùng với cái việc làm nó mất đi cái vẻ đẹp, người bị thừa cân béo phì nó sẽ có cái tỷ lệ mắc cái bệnh cao hơn ở người bình thường. Và đặc biệt là những cái bệnh mãn tính, chẳng hạn như là gì? Bệnh xương khớp nè, nó dễ bị thoái hóa khớp nè, dễ bị loãng xương nè, và đau nhức triền miên do cái trọng lượng của cơ thể chúng ta nó gây áp lực lên trên cái xương khớp và nó tăng nguy cơ bệnh gút. Thứ hai là bệnh về tim mạch. Thì cái cholesterol nó tăng cao nó cũng sẽ gây ra xơ hóa cái lòng động mạch máu và nó làm cho chúng ta tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. Thứ ba đó là tiểu đường. Người bị béo phì có cái lượng đường trong máu chúng ta nó cao gấp 6 lần so với người bình thường và rất là dễ gây ra cái tình trạng chúng ta bị tiểu đường tiếp 2. Và tiếp theo nữa là gì? Suy giảm về trí nhớ. Những người lớn mắc phải cái căn bệnh béo phì thì nó cũng sẽ có cái nguy cơ về bệnh Alzheimer thì nó cao hơn so với những người bình thường. Và tiếp theo là bệnh lý về tiêu hóa. Thì cái lượng mỡ dư thừa do mình bị béo phì nó sẽ gây ra và nó bám vào cái quai ruột thì nó gây ra tình trạng chúng ta sẽ bị táo bón và sinh ra những cái căn bệnh về trĩ. Cái việc mà nó ứ đậm những cái chất thải trong cái quá trình mà chuyển hóa nó cũng sẽ dễ gây ra các căn bệnh về ung thư đại trực tràng và bệnh gan. Cái lượng mỡ dư thừa nó tích tụ ở trong gan nó cũng sẽ gây ra tình trạng chúng ta bị gan nhiễm mỡ, xơ gan. Tiếp theo là rối loạn nội tiết. Đối với phụ nữ mà bị béo phì thường nó sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng đa nang, nó khó có thai và nó có nguy cơ mình bị vô sinh cũng cao hơn. Và nam giới thì bị béo phì thì thường nó sẽ sinh lý nó sẽ yếu và nó cũng sẽ có nguy cơ bị vô sinh.